mã vật thể SCP-032 phân loại Euclid, quy trình quản thúc đặc biệt. SCP-032 hiện đang được giam giữ tại đơn vị quản thúc tự động 535/15. Việc tiếp xúc trực tiếp với SCP-032 bị hạn chế, chỉ dành cho những nhiệm vụ nghiên cứu xác đáng. Việc phỏng vấn, nếu được cho là cần thiết, sẽ được tiến hành nhờ vào hệ thống truyền thông từ xa của đơn vị. Mặc dù sự hiện diện của SCP-032 không gây hại trực tiếp tới cơ thể con người, việc tiếp xúc với nó phải được giới hạn trong khoảng thời gian không quá 12 giờ do các ảnh hưởng tiêu cực tới phần lớn các vi sinh vật có ích. SCP-032 không được phép tiếp xúc với bất kỳ vật liệu sinh học nào mà không được tinh chế hay nói khác hơn được tôi luyện bởi con người. Nhấn mạnh đối với các thực thể sống vô nhân tính để biết chi tiết đầy đủ về việc phân loại. SCP-032 không yêu cầu cũng như đòi hỏi các loại vật chất hay hình thức tiện nghi nào khá. Miêu tả SCP-032 là một thực thể hình người loại F không rõ nguồn gốc. Nó bao gồm một lớp vỏ ngoài làm bằng silicon màu dày 5,5 dặm mm và vô số các loại polymer sợi dẻo, với hình dạng bên ngoài là một người phụ nữ da trắng có số tuổi gần 3 thập niên. Bên trong SCP-032 bao gồm một dung dịch dầu nguyên chất thiếu đi các cấu trúc cơ và xương. Mặc dù vậy, SCP-032 vẫn có khả năng di chuyển và giao tiếp bằng ngôn ngữ. SCP-032 có thể duy trì hình hài ảo giác con người này ở một khoảng cách vừa phải, nhưng sẽ trở nên mờ nhạt dần ở khoảng cách gần, gây nên sự khó chịu nhẹ đối với đa số các quan sát viên. Hiệu ứng này được cho là không có gì bất thường cả, dù cho dường như sở hữu những năng lực nhận thức đầy đủ. SCP-032 khẳng định rằng nó không khôn ngoan, chỉ hành động như một công cụ trung gian của đấng sáng tạo ra nó. Tổ chức vẫn chưa thể xác nhận hoặc bác bỏ lập luận này tính đến thời điểm hiện tại. SCP-032 sở hữu những hiệu ứng tiêu cực rất mạnh lên các thực thể sinh học ở vùng lân cận nó mà không được tạo ra, ảnh hưởng hoàn toàn hay chịu chi phối bởi con người hoặc tương tự. Mặc dù bản chất thật sự của những hiệu ứng này khác nhau, sự hiện diện của SCP-032 chắc chắn sẽ gây ra những thương tật nghiêm trọng và vĩnh viễn cho khả năng trao đổi hoặc sử dụng năng lượng của bất kỳ cơ thể sống nào. Thực vật hoang dã sẽ mất khả năng quang hợp, hay nói cách khác sản xuất và tiêu thụ năng lượng. Động vật sẽ không sử dụng được hệ hô hấp và tiêu hóa, vân vân. Điều này cũng áp dụng cả với vi sinh vật. Mặc dù các ảnh hưởng của SCP-032 dường như ưu ái chỉ gây tổn hại đến cơ quan sinh sản của chúng, có giả thuyết cho rằng chính mối quan hệ cộng sinh với con người của một số loài vi sinh vật là nguyên nhân của sự không nhất quán trong hiệu ứng của thực thể này.